À, cho em hỏi là có thuốc để tiêm triệt sản lợn không ạ? À? Dạ có nha bạn nhá Có thể là liên hệ trực tiếp với mình cũng có nhỉ Trên thị trường cũng có rất chi là nhiều để dạng tiêm bạn nhá. Đây có một dạng tiêm. Cái thứ nhất đấy cái thứ hai đó là có một phương pháp nữa là Phương pháp bạn có thể là thiến được nhá. Thiến hoặc là, là 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 bạn cũng có thể là triệt sản được nhá. Ừ, cảm, cảm ơn bạn nhé cảm ơn bạn bác sĩ phạm đức thái và cảm ơn bạn lê danh thì thực ra là cái việc mà chúng ta uh, triệt sản trên lợn ấy, hay trên người hay là trên đâu nó đều có thuốc triệt sản hết tuy nhiên ấy, người ta sẽ tính những cái câu chuyện là làm sao cho nó tối ưu thì hiện tại bây giờ ấy, trên con lợn của con lợn ấy, thì uh, thực tế là cái việc mà cái cái, cái tức là cái hệ uh, người ta gọi là cái hệ thần kinh của nó nó không phát triển quá mạnh nên là, là chúng ta sử dụng cái biện pháp là hoạn thiến ấy, là biện pháp đơn giản nhất hiệu quả nhất mà dễ làm nhất nên người ta lựa chọn còn ví dụ như là trên mèo nhưng trên động vật như chó cảnh mèo cảnh này hoặc ngay cả trên người này họ đều có thể tiêm thuốc để giúp cho nó triệt sản được ví dụ như các bạn thấy rằng tôi ví dụ như là các bạn thấy rằng hiện tại bây giờ cái cái quá trình chuyển giới đấy ví dụ như một người đàn ông muốn trở sang thành một người phụ nữ ấy, thì họ chỉ cần tiêm cái thuốc triệt sản là tự động nó sẽ thay đổi hormone rồi là nó liên quan đến các uh, thứ khác mà ví dụ như là mất uh, tinh hoàn hoặc là mất một số bộ phận đấy ấm chuyên nấm chắc đấy mất hết rồi ok rồi anh uh, hỏi thêm là triệt sản là vĩnh viễn hay chỉ tác dụng mấy tháng về bác sĩ đương nhiên là khi chúng ta sử dụng thứ triệt sản là nó mất hẳn rồi còn uh, ý của bạn là đang nói đến cái vị hiện tại là tránh thai tránh thai thì dùng cho heo cái thôi dành cho chó mèo cái thôi còn lại thì hiện tại bây giờ nếu bạn hỏi nợ được ấy thì mình triệt sản nó mang tính chất là vĩnh viễn ấy. còn lại nợ cái ấy, thì nó có những cái thuốc ví dụ như tiêu buồng trứng hay là nó có rất là nhiều thuốc triệt sản khác nhau mà tuy nhiên các bạn nhớ rằng là đã là thuốc triệt sản ấy, thì nó liên quan đến hóc môn mà đã là hóc môn thì nó sẽ làm cho cái việc mà nó sẽ làm cho cái việc tác dụng phụ của nó rất là lớn là một thứ hai là cái thuốc triệt sản đấy nếu mà chúng ta sử dụng cho một con lợn lái thì quan trọng nhất ấy là nó có xứng đáng với số tiền chúng ta bỏ ra hay không tại vì cái thuốc mà đã dùng đến triệt sản nó quá đắt đỏ đúng không có thì nó đắt hơn vàng vậy thì một con lợn của bạn nó chỉ trị giá khoảng vài triệu nếu mà chúng ta sử dụng một mũi thuốc triệt sản liệu nó có hiệu quả hay không thì người ta tính những cái tính khả thi của nó Ok Cảm ơn bạn Lê Doanh nhé